ra Ngọc Khánh là gặp luôn một bạn poodle giống nhà mình. Ô bạn này này, ô rồi ôi này, màu nâu nè. Được đấy. Bạn nâu, bạn nợ nâu được á. À thế à, bạn bé trai à. Đây, mình đi ăn chay ở bên này. Ở cái quán đây là Castle vegan buffet chay. Và bây giờ đã lên là 90.000, ngày xưa là 80.000. Và đối diện là bên cổng 15 17 Ngọc Khánh Giảng Võ. Đây là nằm ở chỗ ngõ 36 phố Ngọc Khánh. Địa điểm là 38 VG Castle. Quán chay, buffet chay, quán này rất là nhiều tây. Và Nhung sẽ vào review ở tầng 1 một chút nha. Đó, sau đó thì Nhung sẽ dừng video để mua vé đã. Ok. Tí thì mã. Đây, cái không gian ở dưới tầng 1 đấy rất là xinh nghe. Ở đây là có mấy tầng cơ? Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thế và ở đây sẽ là mua vé nha. Ai chờ vào đây.